nay đôi mình không còn ngủ chung, còn đâu ấm ấm những lúc mình sung. Khi xưa rờ mỏ lung tung, đêm đêm là đứt dây mùng, em thèm thùng cho cái quần thun. Còn đâu câu thề câu em thủy chung. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Tân An của tỉnh Long An. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Khoa Lệ xuống tận Long An này để gặp một cái chú mà theo Bùi Hồ nghĩ là chú có một cái bộ óc siêu tài, và đặc biệt là cái khả năng sáng chế những cái chiếc xe của chú, khả năng độ những cái đồ vật của chú, nên người ta gọi chú là Minh Độ. Và phía bên kia đó là hình ảnh chú Minh, người ta gọi chú là chú Minh Độ vì chú có khả năng sáng chế những chiếc xe cực kỳ độc lạ mà theo Bùi Hồ nghĩ là ở Việt Nam có 102. Nói về sáng chế thì trước đây Bùi Hồ có quay một cái chú ở Cần Thơ sáng chế con ngựa, nhưng mà chú này còn độc lạ hơn nữa. Và đây là một cái chiếc xe ô tô tự chế. Thế có lẽ là Bùi Hồ và cùng anh Hoa sẽ mời chú đi vào một cái nơi nào đó để review chiếc xe có 102 của chú Minh nha cô bác quý anh chị. Đấy, chúng ta thấy là nhìn từ xa thì chú có một cái còi qua đầy đủ đèn, và ngay cả theo tìm hiểu trước đây thì chú có ngay cả cái hệ thống cảm ứng dò đường, chẳng khác nào là một cái chiếc xe ô tô. Ôi, con chào chú Minh ơi. Hôm nay chú đi đâu vậy? Lên để uống cà phê rồi gì á. Hàng ngày là chú chạy với cái xe này để đi uống cà phê, mua đồ nữa hả? Mua đồ để làm này, uống cà phê luôn, để rõ mình uống cà phê chút mình về. Dạ. Con rất là hứng thú với cái chiếc xe của chú luôn á. Thôi bây giờ kiếm một nơi nào mát đó, sau đó chú sẽ con sẽ review cho mọi người biết chiếc xe độc lạ của chú, cũng như là tìm hiểu cái cách mà chú sáng chế với chiếc xe này ha. Vậy là mình chạy nhà đâu đi? Ở dòng dọc đường này có độ chỗ nào mát không? Không biết nữa, thì mình chạy đi. Chú cho con ngồi chung được không? Được. Ngồi chung đây với chú một tí được không? Không biết sao. Ngồi đây ha. Khỏi đội nón bảo hiểm luôn hả? Ngồi mẹ đi, mình tám này không có gì. Ngồi tí thôi, cảm ơn. Rồi, anh Hoa chạy ha. Chuẩn bị nha. Dạ rồi, 1, 2, 3. Bốc đầu không? Nay nó chạy điện với chạy xăng. Nó chạy điện rồi chạy xăng nữa. Đây đến quãng đường nhà chú xa không chú Minh? Còn khoảng 3 cây nữa. 3 cây nữa. Lỡ gặp công an họ có phạt không? Không. Dạ. Cái ý tưởng này chú ấp ủ lâu chưa? Chú chạy cái mít giùm con anh. Chỗ này là nói chung là cũng mình có tập đó. Dạ. Bán này. Dạ. Rồi chú qua đường thôi vậy. Không chạy luôn. Chạy luôn ha. Leo lên luôn à? Leo đi. Rồi. Chiếc xe của chú có một cái mái che ha. Cái mái che này bật tự động. Bật tự động luôn hả chú? Bật tự động. Cái máy này che mưa, che nắng. Che nắng rồi sao chịu mưa không được? Che nắng rồi. Đây là dạng xe du lịch chơi mà. Dạ. Xe chú 3 bánh hay 4 bánh? 3 bánh hả? 3 bánh. Bởi vì cái xe điện mà là 4 bánh nó cản lực lắm. Dạ. Không điện, không điện. Xe này là xe điện mà xăng được luôn. Được luôn, nó có máy đó. Thông tin với cô bác anh chị là phía trước của chú là có hệ thống đèn. Hệ thống điều khiển nè. Có cái kính chiếu hậu đầy đủ luôn hả chú ha? Có đủ luôn. Có camera luôn. Đổ camera luôn. Camera trước, camera sau luôn. Trước có, sau có. Camera đó con đi ô tô con thấy đó. Là sao? Những cái chiếc ô tô á chú. Họ có trang bị đó, chú tự trang bị, chú chế luôn. Chế luôn, chơi hết à. Thôi hãy không điện rồi nó số 1 luôn á. Nói chung á nó còn nhiều món đồ lắm em ơi, nhưng mà tại chưa làm thôi. Còn những cái bộ phận nó quái lắm. Nhưng mà con ngồi xe này thấy im ghê đó chú. Nó độ nhúng nó bằng phuộc hơi mà. Chẳng khác nào chiếc mui trần thế hệ mới à. Thì chơi rồi, biển cỏ chơi mà. Đèn
kèn đồ đầy đủ hả chú? Đủ hết chứ, đủ à. Chú bóp kèn nữa cho con xem mất. Đó, kèn này là nhỏ thôi. Ồ. Nó có kèn lớn mà đưa nước dây. Dạ. Ờ, cái nào nó cũng có đó. Nó có con đầu mét đó. Dạ. Đó là mình chạy nhiều lên nhiều nè. Để tử thôi nè. Mà để tìm hiểu về cái chiếc xe của chú thì mình phải tìm hiểu một thời gian cũng khá lâu á. Tại vì những cái chi tiết mà chú sáng chế là có 1 không 2, chú chạy đi đó, người ta nhìn chú với cái ánh mắt ngưỡng mộ thôi chú ha. Nè đây bật chế độ nè. Đó. Chế độ đó là chế độ gì chú? Là mình đập ra đó là che nắng che mưa đó. À. Đó thấy không? Mui trần, giờ này trở thành mui trần ha. Dữ vậy. Rồi, thông tin với cô bác với anh chị là xe của chú là có 2 chế độ chạy, 1 là điện và 2 là xăng. Hệ thống bô của chú là phải nói là siêu sang luôn á. Anh Hoa có để ý rõ hệ thống bô của chú không? Dạ nha. Dẫn xuống liên thanh nha. Đó là bây giờ là chạy động cơ xăng này. Đó, chạy động cơ xăng. Thay đổi chế độ ha. Ờ, à, nãy giờ là chạy điện, nãy giờ chạy xăng đó. Ủa kìa, khi mà bô của chú chạy bằng xăng á thì cái bô nó sẽ quay. À, quay như cũng là cũng đúng nhiều lòng á. À, cũng nhiều lòng nè. Cũng qua hơi bán liên thanh nè. Anh Hai có để ý mà khi chú chạy bằng điện á thì cái việc mà cái bô nó không hoạt động và hệ thống máy rất là im, không tạo ra một âm thanh nào cả. Và khi chú chạy cái độ xăng á thì hệ thống bô nó chạy rất là một chiếc đua mô tô F1 á, giống như là cái bô này giống như súng máy à. Bên kia là có hệ thống làm mát luôn anh. Ừ. Ở đây thấy không? Đúng rồi. Và chia sẻ với anh Hoa thì chú là một người khuyết tật nha. Quá vậy ha. Tự chế cho mình một cái chiếc xe mà để đi luôn ha. Ở Việt Nam thì không thiếu nhân tài, chỉ có cách là chưa thể hiện được cái tài năng của mình thôi. Biết là chắc là chú chế lâu rồi ha. Thấy chạy nó cũng chứ không. Và đặc biệt xe chú mà vô đường hẻm là nó quay 360 độ luôn. Chú chưa? Do muốn đến tới rồi. Đến tới ha. Rồi, chạy tiếp thôi. Nãy giờ thì đoạn đường theo chú á, thì chú nói khoảng hơn 3 km. Và việc mà chút xíu nữa mình sẽ hỏi chú thêm về cái tốc độ xe chạy tối đa nè. Và quãng đường xe chạy điện là bao nhiêu km sẽ hết điện và hết xăng nhiên liệu đúng không? Ừ. Xe chú chạy về tốc độ tối đa là bao nhiêu? 40 à? 40. 40 thì dữ rồi. Chạy nữa là chạy xích luôn cái máy trên kìa. Ê, tăng tốc đi chứ. Tăng tốc đi chú ơi. Hệ thống đèn led cái chữ stop ở đằng sau đó thấy không? À. Cực kỳ độc lạ không? À, việc mà chú trang bị cho cái chiếc xe mình 2 động cơ và 2 nhiên liệu khác nhau, nó giúp cho chú đi được những cái quãng đường xa. Và hết điện thì chú xài xăng à? Cái xăng này, cái bình xăng, cái bình xăng máy ấy nó quá bụi luôn kìa. Quá tuyệt vời cái xe này. À, cái hệ thống bô của chú á, là nó mình thấy nó giống như là chú được chế từ cái bình xịt của những người mà làm nông dân á. Chú thấy chú mình vậy chế hay không chú? À,
có thấy chú Minh vậy chế hay không? Đại hả? Chiều lắm. Chiều lắm sao hả? Có đại có đại mà. À, có đại có đại. Đường còn xa không chú ơi? Đó. Nhà còn sao? Tới rồi. Lũi vô đây. Ở nhà của chú Minh rồi. Hôm nay thì đi với chú mua đồ ăn sáng hả? Nay đi chơi chưa có mua đồ. Cái đó là chú đang chạy hệ thống bằng điện ha. À, hệ thống điện. Nãy là tắt điện. Hồi nãy là chạy xăng với điện chung. Bây giờ tắt điện ra thì tắt xăng ra chạy không đó. Đó một chiếc xe con nữa. Ờ, chú xíu review xe đó luôn. Chú bật đèn ra được không chú? Hả? Bật đèn ở chỗ nào? À, đèn ở đây. Có cái đèn giờ bên dưới. Đó rồi, nó hơi luôn. Rồi bóc quạt đi cơ. Hai cái nút kia. Bóc quạt. Rồi, thưa chú, hôm nay thì con với lại anh Hoa Lệ á là xuống đây tìm chú, gặp chú về cái bộ óc sáng tạo của chú là thứ nhất. Cái thứ hai là con nể rất là hứng thú với chiếc xe của chú. Thì hôm nay thì chú có thể giới thiệu cho khán giả kênh con biết về những cái bộ phận lắp đặt của chiếc xe của chú và hệ thống hoạt động rồi đó chú. Nói chung ở đây bản thân tôi là nó có đặc điểm bẩm sinh nên nhiều khi mình cái xe mà mình mua sẵn thì nó không có giữ được, bởi vì nó không có theo cái kiểu ngồi của mình, hay là cái tay nào mà yếu, cái tay nào cái bộ phận của mình nó mạnh. Thì từ đó tôi mới nó để mình làm một chiếc xe đúng với tôi chế chiếc xe cao mà. Rồi sau đó là mình mới là suy nghĩ ra để làm chiếc xe nó thấp thấp, mình dễ lên dễ xuống nè. Thứ nhất, rồi có những bộ phận mà mình điều khiển nó bằng tay cho nó gọn, để mà theo cái khả năng của mình sử dụng thôi. Thì cái này thì làm này cũng 7-8 tháng rồi. À. Nhưng mà cái bản tánh của tôi là dù khi tôi muốn làm một món đó, trước khi làm chiếc xe này tôi cũng tính kết cả nó là sau này sẽ gắn những gì mà những bộ phận đó là mình đã suy nghĩ ra rồi, mình mới chạm nó mới giá trị vô được. Nhưng mà quá trình mà để làm chiếc xe nè không phải mà nó đơn giản đâu, tức là nói cho dù như là cô bác anh em hay là bạn bè gần xa biết là có những cái món mà hư hao dớp chứ không phải để vô mà vừa đâu. Nhưng mà mình cái trong lúc mà mình tính toán là nó được khoảng 50 đi, nhưng mà đáp vô nó có 30 à, rồi sau đó mới lần chỉnh sửa rồi tùm lắm á. Dụ như nổi cái này con nè, cái đó là gì hả chú? À, cái nào cưng? Cái này con tắt phải không? Dạ. Con tắt đi được cái chìa khóa này thôi em. Chìa khóa à, lấy chìa khóa giùm đi, mở tắt mới được. Lấy chìa khóa. Con thấy ở trên xe của chú có hệ thống camera nhìn ở phía đằng sau. À, như anh Hoa đi lại lấy chìa khóa đó. À rồi. Là hệ thống đằng sau. Còn sơn trước, còn bây giờ mình qua trước nè. À, đó là hệ thống đằng sau. Đó là hệ thống đằng trước. À, chú cho con biết đầu tiên là cái chiếc xe này thì chú tốn chi phí bao nhiêu tiền? Bây giờ mình nói á, ví dụ như mình nói tốn nhiều quá người ta nói là nó dốc, nó xạo, còn mình nói ít quá thì cũng không đúng, nhưng mà sự thật nó cũng có gần 70-80 rồi đó cưng. À, dạ. Mình bị máy móc rồi, để vừa chạy xăng mà vừa chạy điện rồi làm những món này nọ chơi, ví dụ như là để mà ví dụ như bây giờ tôi muốn chạy vô cái đường đầu. Dạ. Đường đầu thì phải xài tới cái vùng này nè, nó hệ thống nâng lên nên chuẩn bị nâng nè. Nâng của nào? Nâng cái phục và phục lên. Ồ, nó nâng lên được không á? Đó là rồi cao này mình cho không có đụng đất đá đỏ rồi đó, nó quay đó cưng. Nâng phục lên rồi, nâng phục lên để chạy vô bờ đá đỏ. Dạ. Đường đá sóc. Cái phục đẩy lên nè. Phục này là phục của xe gắn máy hả chú? Cái phục là của xe của thằng Attila. Dạ. Phục hơi, còn ví dụ mình muốn chạy đường nhựa thì nâng nó xuống. Để chú quay 360 độ. Đó là những cái nút đề đấy ha chú ha. Cái này á.
cái này nút điều khiển băng dưới nút nó bay xài bằng robot hạ xuống nó có cái chân quay đầu lại nè, có cái chân dưới quay đầu à, có chân dưới để nó chống cái xe lên cái dạng này. Có nghĩa là khi mà anh vô những cái đường mà dê không được á, đúng rồi, mới dành tới đó xe lên chú lại đang cái xe lên hẹp rồi cũng quay luôn được luôn á, quay nó rất khó rồi. Cái bánh đó là hỏng lên à? Hỏng từ từ. Dạ. Tải mình làm rồi cũng mình chưa chắc biết cho nó nghe nhắn rồi đàng hoàng. Cái thiết kế theo giống như cái chiếc cu bè vậy đó, nó quay lên là bắt đầu nó quay luôn đúng không? Có một cái bình điện ở bên kia. Bình điện nằm riêng có nó phụ hoàng nó bị phụ hoàng nó đập chết một chỗ. Phải chứ. Nó điện mà nó nằm chết mực. Nó đâu dính được tụi này, dính được tụi này nó cuốn dây điện sao? Cao rồi, cao rồi, quay nè. Rồi vậy nè. Ô. Quá ha. Đây đây. Đó. Chở đầu này thấy không? Xây được 360 độ nha. Được chứ. Đó. Nó lắc nhanh quá, gì kia mình chống mặt không? À, chống mặt. Gì kia mình vô mình lắc là nó qua nè. Bây giờ chú đây là hệ thống nút điều khiển của chú đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chú cho con coi cái hệ thống đèn ở chú. Hệ thống đèn sao cưng? Đèn xe chiếu sáng á. Đèn chiếu sáng hả? Dạ. Rồi để tôi quay luôn nha. Hạ này xuống hả? Dạ. Nó ngồi lỉnh kỉnh đó mình. Cũng vị trí nó chơi chứ. Bắt đầu là hạ xuống. Sử dụng cái này là cảm ứng hết à? Rồi, cảm ứng. Mà con được tìm hiểu thông tin là chú chưa học hết lớp cấp tiểu học. Rồi đó học lớp 3. Lớp 3 trường làng. Dạ. Mà tại cái tán này hay suy nghĩ. Dạ. Biết sao mà sử dụng này không? Bị cái hệ thống này nè, cần cứ nghĩ đi. Bây giờ nó riêng biệt, nếu mình dính nó thì dính dày. Dạ. Buộc phải xài nó là riêng hết ráo luôn. Rồi xuống á. Quá hay. Cái hệ thống của chú phải gọi là chế độ, không phải độ mà hiện đại luôn đó. Trời, có nhiều cái món đồ tôi làm mà tôi dám xài luôn. Chẳng hạn như là cái súng mà gọi là lên đạn mà để nghe điện thoại không? Ấn tượng lắm. Tức là của người ta là ví dụ như móc ra điện thoại bấm ok là chỉ bình thường. Còn cái này nó gà vô cái súng mà nó con 45 mình của cái súng mô hình của Trung Quốc đó. Mua về mổ xẻ ra rồi xong rồi cấu tạo này rồi mà làm hết. Cái ai điện tới mình phải lên đạn cái này, cái để lô tay nè. Ủa, nó coi nó dị hỏng lắm. Nó coi nó, ví dụ người ta nói sao được bấm ok nghe, không có. Nói vậy nó đâu có để cho cái ấn tượng người ngoài nhìn. Mình phải tạo xong rồi cho nhìn vô á, là phải có cái ảo giác. Dạ. Rồi nè, cái này hiện tại bây giờ cứ đây là chú giới thiệu hệ thống lúc này. Cái này á, hệ thống là cái này đèn, đèn trước đèn sau nè. Ấy à. Này cái đèn đó, đèn gọi trước đó. À. Đèn gọi trước này. Rồi gọi trước mình dù mình muốn qua lộ mình xin nó là chết nè. Không. Cái đèn này đèn thứ hai nó cũng đó luôn, nhưng mà nó cũng qua vào lộ nó chớp nhiều nó đèn màu. Phải không? Còn cái này là hệ thống kèn nãy mình hú á. Nhưng mà đứa cháu nó đừng cháu ngoại đừng ngủ khó dỗ lắm. Còn cái thằng này là thằng kèn. Thằng kèn kèn đó kèn lớn kèn nhỏ nhưng mà hiện tại là bị nói chung là trời mấy đứa nó phá qua cái nút đó hai cái đứt gì cái kèn lớn suốt kèn giờ còn dính kèn nhỏ còn cái này hệ thống quay nè quay dưới nè quay gầm dạ. Quay gầm này kèn dòm đi dòm dưới kìa dạ rồi con thấy không đó nó quay đường quay dưới dạ. Còn cái hệ thống này là nâng phuộc với lên phuộc xuống phuộc hệ thống này đúng không? Còn thằng này là mồi thuốc hút đó đó mồi thuốc rồi chứ tức là nó nhảy ra nó làm một cái bạc như sơi á nhảy ra là nó nóng lên mồi trái nè nóng lên mồi trái nó phải mồi thuốc con mèo mới trái à dạ chứ mồi con dế nó không trái à con dế nó không trái còn này là cái đồ sạc pin điện thoại sạc pin đó nó có đèn nè hay ha còn cái này là xi nhan nhan rồi mò thuốc rồi chú rồi wow không có làm đâu con này báo nhan tao trái báo nhan tao phải vậy là cái này chú nhấn vô là nó có một hệ thống làm nóng đây là nhấn vô tự động nó luôn nè
nào nó nóng nó nhảy ra. Nóng là nó nhảy ra. Ờ, thí dụ mình hút loại cao cấp thì nhảy liền, còn hãy hút loại dởm thì lâu nhảy lắm. Vậy là hút giấm là không được rồi. Không hút giấm nó khô luôn nè, nó nhảy ra. Này nó nè. Giấm là nó nhảy ra. Chủ như tôi hút con mèo á thì nó nhảy, mà hút con dế á nó không nhảy. Còn cái hệ thống này là đề máy. Dạ. Khi nào chú chuyển từ động cơ xăng sang động cơ điện? À đó là bấm đề qua này nhảy luôn. Là nó lên nổ lên nổ máy liền. Dạ. Không. Còn cái này là tay ga để tay ga điện ấy, tay máy lái điện. Dạ. Máy nổ máy điện, còn này máy ấy, cái này xăng, con này điện. À. Còn cái hệ thống này để ăn uống à, bung ra lên dính vô. À. Không. Tính ra là mấy em thợ điện kêu chú cái bình cụ. Còn cái bộ hẳn này là dài thắng, tức là mình đứng chỗ luôn nè. Còn dạ, khi mình bóp hắn á nó nhảy ra, bắt đầu xài xài chút tay. Dạ lại chút. Đây là. Đó là đứng lại luôn. Cái đó là từng một, còn này từng hai, kéo lên luôn thẳng luôn, tức là chết luôn chỗ. Dạ. Còn nếu mình lên dốc á, mình vô quán cà phê mà mình thấy cái độ dốc nó tụt tụt á thì xài tới hệ thống này nâng đòi lên luôn. Dạ. Chịu xuống luôn. Dạ. Mà mình chịu xuống đường cho nó không có lên xe xuống. Giống như chân giữa của xe gắn máy. Chân giữa. Đó, chân giữa xe gắn máy. Cái hệ thống này nó đo được tốc độ không chú? Được chứ. Đường dính nó lên liền hả? Nè, tôi dính cho con. Coi nha. Đo được luôn ha. Hết đồng hồ đo tốc độ. Còn cái hệ thống này là hệ thống camera cảm ứng hay gì chú? Không, cái đó là đèn báo bình báo điện. Ví dụ được. Xe này tổng cộng là nó 10 bình. 4 bình để chạy. Ví dụ như hết 4 bình này có mình sang qua đây là 4 bình khác. Dạ. Còn đứng giữa tắt nè. Ví dụ giờ bình 1 nè. Là chạy 35 cây số là hết. Dạ. Rồi khi hết 35 cái đó mình đá qua này cái chạy tiếp nè, ra qua này chạy tiếp nè. Dạ. Là 35 cây nữa. Còn khi nữa xong là hết nữa rồi bắt đầu mình qua máy điện, đến máy nổ. Hết máy nổ mình qua đẩy bộ. Mà đẩy bộ là hứng lên mới đẩy nổi. Mà đó giờ chưa có hứng nào đâu, có tật đẩy gì hứng. À, con hỏi chú là cái chiếc xe của mình đó nó có ăn nhiên liệu chứ không chú? Không. Loại này không có nhiên liệu nhiều. Một cây số là một vụ mình sạc vụ 4 của mình điện, 8 mình điện để chạy á thì dỗ dần phản ống nửa cái điện không tới nữa. Nhưng mà xe này nó 10 bình, tức là hai cái bình mỗi đây cái bình á là để phục vụ cho là camera là này nọ, là giặt là thuốc men là đồ sạc đèn đuốc á thì đó là hai cái bình riêng. Dạ. Bởi nó không có dính chung tụi này. Còn 4 bình kia mới là gọi dính chung. Còn đây là cái máy này là máy rửa xe. Nó tự rửa luôn hả chú? Ờ, nó đổ nước vô là mình bấm vô nó rửa rồi. Rút vậy ra. Chú bấm lại cho nước nó chạy kìa. Nãy con tưởng nó là hệ thống làm mát không chứ? Đâu có. Nó còn làm mát. Nước chảy ra bị nó hơi lỏng ron đó. Dạ. Nó có hệ thống bơm nữa mà cái dây đường sau là qua đây con chưa có tới nó mẩm gì đó, bên đó là máy bơm. Máy bơm hơi. Dạ. Nó còn tắt 4 chiều đây nè, còn tắt 4 chiều đá xuống rồi, đá xuống máy nữa, đá quên, đá lên là máy bơm hơi á. Nó nằm đâu đây nè. Đó. Con đang bị choáng ngợp với lại cái hệ thống điện cũng như là cái hệ thống tự động cảm biến của chú. Nói chung xe này giờ nó không có thiếu gì đó. Dạ. Mà chỉ có thiếu tiền à. Cái chú ấp ủ bao nhiêu lâu thì chú sẽ thấy chế được xe này? Cái tánh thôi, ví dụ như những cái bộ phận này nè, là cách nay 10 năm là có nghĩ tới rồi. Dạ. Bộ phận đổi xe nhưng mà không có đủ đồ chuyện làm. Còn những cái này là suy nghĩ do dựng bữa hay bữa ra. Ôi. Dù muốn làm cái món gì đó, lát tôi cho coi cây đàn nữa kìa. Dạ. Cây đàn mà tôi chơi á là nó hệ thống điện tử, nó đừng đi ta. Dạ. Nhưng mà nó ráp đồ, mình ráp đồ chống là khi mình đi chơi sân vườn này đó là mình chỉ cần bấm nút lên là mình karaoke được nè, đờn đi ta ca cổ được nè, rồi đi vòng này càng ngày cả. Nói chung là những bộ phận đó là những bộ phận thường thôi, nhưng mà mình làm tới mức độ đó. Xe này tốc độ này hiện thời 40 thôi. Lúc trước á là khi mà chú chế ra mà chưa có hoàn thành cũng như hay là hoàn thành hơn nữa thì chú có chạy thử cái vòng ở trong đường này không? Không, chưa đâu. Chưa. Chừng nào đầy đủ đồ bắt đầu mới ra, bị mình tính nó rồi. Cũng phải có này có kia mình chạy mới có đẹp chút. Là hệ thống mới vô thì chạy chứ có cái mùi. Dạ. Nhưng bắt đầu chế đó, từ mới làm tới cái mùi này nè. Mùi nãy giờ tôi bấm á. Mùi này xuống nè. Đó là xuống nè. Chú nói là hết chiếc xe này là khoảng 70-80 triệu. Thì mình nói hôm nay vậy đi. Chứ mình người ta mua chú 500 triệu chú bán không? Không, nó là kỷ niệm mình cũng bắt đầu để giờ làm được đó. Bây giờ làm được đó. Nhưng mà con cái là
đổi đồ đồ này nó rất là lâu. Dạ, còn chiếc xe đó là gì? Để di chuyển trong nhà. Ồ. Cũng chạy điện luôn. À, chú là con thấy chú là bị hả? Bị chú, con thấy chú là bị dị tật thì chú bị từ nhỏ hay là như thế nào? Bị rồi à, 2 tuổi thôi. 2 tuổi à. Cái bản tính thì hay thích là ví dụ như chế chiếc đồ chơi á, nhưng mà những cái món đó là mình như là để lát quay cái bên bộ phận máy dừa kìa, máy làm dừa đó. Dạ. Là máy tách dừa, máy gọt dừa, rồi máy bào xả này, những cái loại đó là bán cả nước rồi đấy, bán lâu lắm rồi. Nhưng mình chế độc quyền mà. Những cái gì mà chú có đăng ký bản quyền chưa? Ôi ơi, bây giờ cứ nhắm đi bản quyền giờ đăng ký cái họ nhái là chút xíu cái rồi làm cũng giống giống mà đâu bán mình thưa kiện được. Dạ. Cái thưa kiện đó người ta cái mẫu người ta màu vàng của anh màu trắng thì nói gì. Dạ. Không được đó, cưng ơi, bây giờ ok, nhưng mà người ta tin tưởng đồ của mình, đồ của mình làm rất là chính xác, bị độ mình để tự chế mà đâu có dính đạo đâu. Việc mà chú sáng chế chiếc xe này là một là biết được hệ thống điện, hai là cảm ứng ba. Ví dụ mình chế chiếc xe đó mình sắp đồ sẵn nó là bao nhiêu đường đi điện, là bắt đầu câu ra là nó ví dụ như bây giờ nói về hệ thống này thì nó phải ăn sao 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 xuống là mình nằm trong cái đầu mình rồi. Dạ. Ừ. Mà lúc trước điện điện với lại cơ đồ đó chú có học qua trường lớp nào không? Không cơ, nhờ cái phá thôi, phá nhiều, tức là sửa đồ này nọ, biết là rành thì biết thôi. Công việc hàng ngày của chú Minh là làm công việc gì? Thì cũng ở đây là có thợ làm, tức là mình ra cái mẫu đồ gì đó là thợ nó tới nó làm cho mình, là để mà ra cái sản phẩm ra bán là nó làm cho mình ở theo ý mình rồi, chứ đó thì cái người đó là người thợ thôi. Ví dụ như mình chế cái món đó ở đây người ta đặt đồ đó mình làm cho người ta thì thợ nó làm cho mình, nhưng mà thợ cũng thợ lừa, thợ là phải thợ hiểu mình kìa, vậy thợ mà yếu yếu nó không hiểu mình nói đâu, mình nói ra nó biết. Mặc dù chú bị về đôi chân nhưng mà bộ óc của chú là siêu phàm, siêu tài. Thì nói siêu phàm thì mình cũng siêu tài gì hết trơn. Xã hội thì cũng có nhiều người hay cái này người hay cái kia. Yeah. Mà cái món mình nói chung á là cái bản tánh mình đó là đi không được, tự nhiên mình cái tánh như cái con nít vậy, phải nhặt chế, phải chế này đâu, phải những làm gì mà do mà ở xã hội á nhìn vô người ta nghe người ta mắc cười, người ta thấy người ta ngộ nghĩnh, người ta thích vậy. Và điển hình là con thấy ở trên chú là đội một cái nón TikTok. Ờ. À, đó TikTok là của giới trẻ mà nghe. À. Ngày chú năm nay là chú bao nhiêu rồi chú? Năm sáu gần 60 rồi, nhưng mà chú vẫn đội cái nón rất là xì tay. Phải vậy trời, bởi vì những cái đứa mà quen bạn bè có người có đứa hai mấy tuổi à. À, không phải nói nha, nói gì bạn gái cũng hai mấy cũng ba mấy tuổi à, nó vẫn thích. Rồi kêu cũng là mặc dù mình tuổi là 56 rồi nhưng mà kiểu vẫn anh tư nha, tư độ anh tư, tối ngày trà xanh không độ cái này trà xanh tư độ. Nói nghe mắc cười lắm mà. Hồi nãy là mấy em đường điện là đường ngồi với hai đứa em gái bạn đó gần sớm đó uống cà phê cho đó. Dạ. Nó hoan về để người ta đợi mới chui ra, mới chạy ra là mới gặp mấy đứa đó. Dạ. Sau này cô chú có ấp ủ là cái làm cái bề ngang rộng thêm để mà có sở chở được nhiều người không? Thì đến nãy có điều kiện cũng làm chiếc mà cũng hơi rộng rộng chút để mà chở nhiều cái mấy mũ sim la rồi gian rồi. Nói chung là hệ thống cái đèn sau của chú á, là đèn này là đèn cảnh báo hay sao chú? Đèn đó đèn là đèn chứ đèn ưu tiên chơi là nhắc cho tới mình dưới xe ở dưới thì cái bảng là xì tóp để bóp 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 gì đó nhẹ nhãi đó. Dạ. Ở đây là con thấy chú được chế bằng cái máy này là hệ thống máy. Cái máy này giống máy của đèn hồi xưa mà. Dạ. Không phải nó đời mới. Dạ. Mà mình chế qua đèn rồi. Dạ. Qua cái hệ thống đèn chứ dựng gì đó không dựng tay không. Dạ. Cắt bỏ cái bằng. À, chú nói ở dưới đây nói truyền với bánh sau bằng dây sơn á, nó qua sơn xong nó qua cái nồi rồi nó qua sơn, nhưng mà khi mình chạy á là chạy điện nó không có dính. Yeah. Nó nhả từ nhả mà khi chạy máy nó kéo vô dính cái đề cũng vậy, cái bình đề nó dính mà khi máy chạy rồi nó từ nhả. Hệ thống ngoài sau đèn ở dưới này là gì ha chú? Dạ, bình ở dưới, bình ở dưới và bộ sạc rồi bình nằm từ dưới. Yeah. Ở dưới là bộ phận máy đi quay vòng tròn cái xe này. Dạ. Yeah. Nó làm ba tầng. Cái khi mà không chạy thì cái bô này nó có quay được không chú? Không, nó phải máy nổ mới quay. Máy nổ mới quay ha. Cái bô này nhìn đã ghê á. Ngày bữa đó chế mấy cục phun khói à. Trọng lượng của chiếc xe của mình là bao nhiêu kg thôi chú? 230 kg. Quá chứ hả? Việc mà mình sạc cái chiếc xe sạc bình đó là có dây chuyền dễ dàng không? Trời ơi, riêng có một cái là sạc hết 10 cái bình.
mà mỗi dụ như mình muốn làm cho nó an toàn là mỗi bộ phận là sạc riêng không dính chung, tức là bốn bên này sạc một cục, bốn bên kia sạc một cục, là tự lên đèn nhau rồi tự hết, cái nào mạnh hết nó tắt hết tự động đó, chứ nếu mình xài chung nó hư á, xài chung là nó không cắt được á. Dạ. Ừ. Còn thấy cái hệ thống lắp đặt này nè, nhiều người cũng chạy xe ô tô quen rồi nhưng mà người ta muốn lắp đặt á là người ta lại phải lại cửa hàng gara ô tô. Ừ. Người ta mới lắp đặt được. Này là chú tự lắp ở nhà hay là đơn giản chứ gì đâu? Đơn giản, đơn giản cơ. Đơn giản. Đơn giản. Dạ. Anh Hoa biết lắp đặt này không? Dạ. Ồ quá hay. Thì Bùi Hồ review cũng như là chi tiết chiếc xe của Minh Độ, một cái chiếc xe mà có 102 ở nước Việt Nam. Mà đối với chú là một người mà chưa học hết cấp tiểu học nhưng mà bộ óc sáng chế của chú phải nói là cực trên cả tuyệt vời. Và theo chia sẻ của chú đây là một cái chiếc xe kỷ niệm. Hỏi chưa, cho dù hỏi mua thì chú cũng không bao giờ bán à. Bản thân của mình đó thì mình rất là phục chú luôn, nên là từ ở quê mình phải chạy lên đến cái tỉnh Long An này để mà gặp được chú và cũng như review về chiếc xe của cô bác quý vị xem. Chú còn chia sẻ thì chú còn có những cái món đồ rất là độc lạ nữa mà clip sau đây thì Bùi Hồ sẽ review cho cô bác quý vị xem. Bản phận gái thiền quyền em biết không? Từ nay đôi mình thôi đang lỡ duyên. Mình chế là cá nha. Dạ. Mình chế là ca sao ca. Có cái chữ ung sau lưng và ung nha. Nhớ kỹ à? Dạ. Dạ. Là ca sao ca nha. Để ca hát cho một bài nghe ha. Từ nay đôi mình không còn ngủ chung, còn đâu ấm ấm những lúc mình sung. Khi xưa rờ mỏ lung tung, đêm đêm là đứt dây mùng. Em thèm thùng cho cái quần thun, còn đâu câu thề cho em thủy chung. Từ khi em bước đi với thằng Dung, em đưa gò má cho nó hung, em đưa thằng đó vô mùng, anh nói sùng nên mới hành hung. Cầm súng rung rung, anh đây bắn đài vô mùng, làm em giận tót tim rung. Em gây giông tố bao mùng, đưa em lên nếu tân cùng nên cuộc đời em thành con rắn chung. Đời em bây giờ như đang lỡ cung, đời em đen tối như gánh bò hung, em như gà nuốt dây thùng, ra đi làm ghé lanh lung, ôm trong lòng bao niềm nhớ nhung. Tức là đi rồi không còn nhiều, chỉ nhớ nhung thôi, bị lỡ ngoại tình. Còn có cái bài này nè.